hỏa hoạn bất ngờ bùng lên ở nhà máy lọc dầu Nga tại phía Nam. Xung đột liệu có lan rộng ra ngoài lãnh thổ Ukraine? Xuất hiện hình ảnh vệ tinh đầu tiên về hiện trường vụ Nga phá tan tổ hợp Patriot của Kiev. Tình báo Anh tiết lộ bí mật giận người, điện Kremlin mới chỉ sử dụng 5% khả năng không quân của quốc gia. Chiến đấu cất liệt hơn nhằm dã tan Kiev, Nga điều động đặc nhiệm Chenia tới chi viện tại Ukraine. Đại sứ Nga cáo buộc Mỹ phất lờ âm mưu khủng bố, ban cho Kiev đặc ân xá tội để tiếp tục xung đột. Đáng chú ý, Nga đưa thêm 3 tướng Ukraine vào danh sách truy nã vì sát hại 500 thường dân Donbass. Ông Medvedev gọi quan chức Anh là mục tiêu hợp pháp của Nga. Tại Mỹ, thống đốc DeSantis công kích cựu tổng thống Trump xa rời thực tế. Đế chế sẽ sụp đổ, Anh ra phán quyết cho EU sau chiến thắng của tổng thống Erdogan. NATO gửi thêm 700 quân tới Kosovo giúp dập tắt các cuộc biểu tình bạo lực. Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin quốc tế của TBC nâng tầm kiến thức. Vừa rồi là điểm những tin chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Những tuần gần đây, lãnh thổ nga liên tục phải đối mặt với nhiều đòn tập kích của các máy bay không người lái mang dấu vết Ukraine chưa dừng lại âm mưu khủng bố này, trong ngày hôm qua, một vụ hỏa hoạn bất ngờ bùng lên tại nhà máy lọc dầu Afiski tại vùng Krasnodar, tây nam nước Nga. Các quan chức nghi rằng nhà máy bị tập kích bằng UAV. Thống đốc Veniamin Kondratiev hôm qua cho biết nguyên nhân hỏa hoạn có thể do UAV rơi xuống khu vực nhà máy. Lực lượng cứu hộ nhanh chóng khoanh vùng được đám cháy trên diện tích 100 m2 các đội cứu hỏa của doanh nghiệp, bộ tình trạng khẩn cấp và cơ quan ứng phó khẩn cấp được triển khai để dập lửa nhanh nhất có thể. Đám cháy nhanh chóng được kiểm soát và không xảy ra thương vong. Ông Kondratiev thông báo trên Telegram. Nhà máy lọc dầu Afiski nằm không xa cảng Novorossiysk ở Biển Đen. Hiện chưa rõ ai đứng sau vụ tập kích này. Nga đã nhiều lần cáo buộc Ukraine tổ chức tập kích bằng UAV trong lãnh thổ nước này, nhắm vào hạ tầng quân sự lẫn dân sự. Chính phủ và quân đội Ukraine không nhận trách nhiệm về các vụ nổ bên trong lãnh thổ Nga, đồng thời nhiều lần bình luận rằng nội bộ Nga chia rẽ. Những hình ảnh vệ tinh đầu tiên từ hiện trường vụ tấn công vào các hệ thống phòng không Patriot của Ukraine đã xuất hiện. Theo đó, chính quyền Nga tung ra loạt bằng chứng cho thấy quân át chủ bài mà Mỹ viện trợ cho Kiev đã bị phá hủy hoàn toàn. Nếu điều này được xác nhận, thì đây sẽ là tổn thất rất lớn cho hệ thống phòng không của Ukraine. Avia.pro đưa tin, hình ảnh vệ tinh mới nhất về sân bay Giuliani của Ukraine hôm 18 tháng 5 đã cho thấy dấu vết của những cuộc tấn công tên lửa vào hai ngày trước đó, khi Nga tuyên bố lực lượng nước này phá hủy tổ hợp phòng không Patriot. Trên bãi đỗ và tại các vị trí của hệ thống tên lửa phòng không Patriot PAC-3 có những hố hình phễu với bán kính vài chục mét. Theo Avia.pro, những thay đổi tại sân bay Giuliani trở nên đáng chú ý khi so sánh hình ảnh hôm 18 tháng 5 với hình ảnh hôm 15 tháng 5. Hình ảnh mới nhất cho thấy đây có thể là kết quả của cuộc tấn công quy mô lớn vào vị trí của hệ thống Patriot. Bộ Quốc phòng Nga thông báo, dạng sáng ngày 16 tháng 5, tên lửa siêu thanh Kinchai đã tấn công và phá hủy hoàn toàn một trạm radar đa chức năng cũng như năm bệ phóng của hệ thống tên lửa đất đối không Patriot ở Kiev. Đây là lần đầu tiên Nga thông báo phá hủy tổ hợp Patriot mà phương Tây chuyển giao cho Ukraine. Nếu thông tin này được xác thực thì đây sẽ là tổn thất lớn cho hệ thống phòng không Ukraine. Ukraine hiện chưa bình luận về thông tin trên. Tiếp tục bản tin với một bí mật giận người. Theo The Guardian, cơ quan tình báo Mi-6 của Anh cho biết, hiện Bộ Tổng tham mưu Nga mới chỉ sử dụng 5% khả năng hàng không của lực lượng không quân Nga trong suốt 16 tháng giao tranh tại cuộc xung đột với Ukraine. Hiện Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga đang tập trung lực lượng đáng kể trên chiến tuyến và lực lượng dự bị được triển khai ở các khu vực phía sau, sẵn sàng cơ động nhanh ra phía trước. Điều này cho thấy Moscow đã sẵn sàng đẩy lùi các cuộc phản công của Ukraine. Chiến lược trên cũng áp dụng cho lực lượng không quân, khi việc sử dụng chúng ở mặt trận gần đây là rất ít, điều này được báo cáo bởi cơ quan tình báo MI6 khét tiếng của Anh. Quân đội Nga có một lực lượng không quân hùng mạnh nhưng chỉ sử dụng 5% khả năng của mình. Các nhà phân tích tình báo Anh đã đưa ra kết luận như vậy sau khi nghiên cứu dữ liệu về việc sử dụng không quân của quân đội Nga trong thời gian gần đây. Theo phân tích của cơ quan tình báo Anh, Bộ Tổng tham mưu Nga đang chuẩn bị lực lượng đón sẵn cuộc phản công của Ukraine khi lên kế hoạch sử dụng ồ ạt máy bay chiến đấu, UAV vũ trang và trực thăng ý -E 6 đã truyền thông tin về việc này cho Bộ Tổng tham mưu Ukraine và văn phòng của Tổng thống Ukraine Zelensky rằng hiện Bộ Tổng tham mưu Nga chỉ sử dụng 5% khả năng của lực lượng không quân. Nga đang tập trung lực lượng để chống lại cuộc phản công của Ukraine. Nguồn tin Ukraine viết, theo tình báo Anh, trong năm qua, số lượng máy bay chiến đấu hiện đại của Nga ở gần khu vực chiến tuyến đã tăng 20% và số trực thăng tấn công tăng 15%. Đồng thời, tất cả các thiết bị này đang ở sân bay chờ lệnh, chỉ một phần nhỏ tiếp tục xuất kích chiến đấu. Cùng lúc đó, lên kế hoạch chiến đấu quyết liệt hơn nhằm giã tan chính quyền Kiev, ép, lãnh đạo Chechnya Ramran Kadyrov cho biết Nga sẽ điều động lực lượng đặc nhiệm Akhmat tinh nhuệ tới Ukraine để chi viện cho tiền tuyến. TASS đưa tin lực lượng đặc nhiệm Akhmat sẽ được triển khai tới Donetsk để giành một số khu vực đông dân cư ở Donetsk, theo lãnh đạo Chechnya Kadyrov. Các đơn vị Chechnya đã nhận được mệnh lệnh mới để tái triển khai tới Donetsk, theo mệnh lệnh, các binh sĩ Chechnya sẽ bắt đầu các hoạt động chiến đấu tích cực để giành quyền kiểm soát một số khu vực đông dân cư, ông cho hay. Ông Kadyrov cho hay, đặc nhiệm Chechnya đang chuẩn bị cho hoạt động tác chiến với sự hỗ trợ từ Bộ Quốc phòng Nga và Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Nga. Giai đoạn đầu tiên đã được tiến hành trong vài ngày khi chỉ huy của các đơn vị này soạn thảo kế hoạch chiến đấu, đồng thời nhận được dữ liệu tình báo mới, nhà lãnh đạo Chechnya nói. Trong ngày 30 tháng 5, sau vụ việc thủ đô Moscow bị 8 UAV tập kích, ông Kadyrov đã kêu gọi Điện Kremlin tuyên bố thiết quân luật trên toàn quốc và sử dụng mọi nguồn lực để chiến đấu với Ukraine. Ông cho rằng cách tiếp cận của Nga với quân đội Ukraine vẫn tương đối nhẹ nhàng, đồng thời kêu gọi chiến lược quyết liệt hơn nữa để đối phó với Kiev trong tương lai. Đáng chú ý, đại sứ Nga tại Washington Anatoly Antonov cáo buộc Mỹ đang dành cho Kiev đặc ân xá tội khi tiếp tục xung đột với Nga bằng cách công khai phất lờ những cuộc tấn công UAV gần đây nhằm vào Moscow. Điều duy nhất mà các chính trị gia giả hiệu ở Ukraine coi trọng là lập trường của phương Tây, dẫn đầu là Mỹ, im lặng và phớt lờ tội ác của những kẻ cường đạo mang phù hiệu hình đinh ba vàng xanh. Đó là một dạng đặc ân xá tội để bọn phát xít tiếp tục đối đầu với lực lượng vũ trang Nga một cách vô vọng, ông Antonov nói khi trả lời câu hỏi của giới truyền thông. Theo ông, những tuyên bố của Washington liên quan đến vụ khủng bố bằng máy bay không người lái ở Moscow về bản chất là khuyến khích hành động của những kẻ khủng bố. Còn cái gì mà họ không ra sức che giấu bằng cụm từ nói rằng ở đây đang thu thập thông tin. Sau đó các quan chức chuyển sang chiến dịch thông tin chống lại đất nước chúng tôi. Lẽ nào chính quyền không hiểu rằng không có ai tin vào những khẩu hiệu của Mỹ nói họ không ủng hộ các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga. Hơn nữa, những từ ngữ đó được nói ra một cách rụt rè và không chắc chắn. Ông Antonov nói thêm khi chỉ ra tính chất đáng xấu hổ và do dự trong các tuyên bố của Washington. Người đứng đầu phái đoàn ngoại giao Nga tỏ ý chắc chắn Hoa Kỳ đang cố ý can dự vào vực thẳm chiến sự ở châu Âu. Nhân tiện, kích động NATO và Nga xung đột với nhau là giấc mơ ấp ủ lâu đời của những người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan ở Kiev, đại sứ Nga nhấn mạnh. Bộ Nội vụ Nga đã đưa ba tướng Ukraine, trong đó có Igor Kolesnik, phó tổng tham mưu trưởng thứ nhất Ukraine, vào danh sách truy nã. Các quan chức này bị buộc tội khiến hơn 500 dân thường thiệt mạng và khoảng 1.000 dân thường khác bị thương ở Donbass do các hành động quân sự dưới sự chỉ huy của họ. Igor Ivanovich Kolesnik, người Ukraine, bị truy nã về tội hình sự. Bộ Nội vụ cho biết điều khoản của Bộ Luật Hình sự Nga không được tiết lộ. Tướng Alexander Lokota, phó tổng tham mưu trưởng Ukraine và Andriy Grishchenko, phó tư lệnh lực lượng lục quân Ukraine, cũng nằm trong danh sách truy nã của Nga. Vào tháng 3, Ủy ban điều tra Nga đã đệ đơn buộc tội vắng mặt ba vị tướng. Theo cơ quan này, trong nhiệm kỳ của họ ở các vị trí trên kể từ năm 2016, hơn 500 dân thường đã thiệt mạng ở Donbass với khoảng 1.000 dân thường khác bị thương do các hành động quân sự dưới sự chỉ huy của họ. Trước đó, vào ngày 26 tháng 5, Ủy ban điều tra Nga đã đưa ra cáo buộc nhằm vào Alexander Shishke. Theo Ủy ban, ông này và các quan chức cấp cao khác đã thực hiện chỉ huy chung quân đội Ukraine mà những hành động của họ đã dẫn đến cái chết và thương tích của hàng chục dân thường, bao gồm cả trẻ em cũng như thiệt hại cho hàng trăm cơ sở hạ tầng dân sự. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Okina Hana Malia đã bác bỏ danh sách trên và coi đây là một nỗ lực nhằm làm mất tinh thần các lực lượng kỳ trong bối cảnh Vương quốc Anh có nhiều dấu hiệu tiến hành một cuộc chiến tranh tuyên bố chống lại Nga, ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga cho hay, bất kỳ quan chức Anh nào cũng có thể được coi là mục tiêu hợp pháp của Liên bang Nga. Ngày nay, Vương quốc Anh đang hành động như một đồng minh của Ukraine bằng cách cung cấp cho nước này trang thiết bị và nhân sự để hỗ trợ quân sự. Điều đó cho thấy thực tế rằng London đang tiến hành một cuộc chiến tranh không tuyên bố chống lại Nga. Do đó, bất kỳ quan chức nào của Vương quốc Anh, cả quân sự và dân sự, những người đang đóng góp cho nỗ lực chiến tranh có thể được coi là mục tiêu quân sự hợp pháp. Ông Medvedev viết trên Twitter bình luận về nhận xét của Ngoại trưởng Anh James Cleverley. Trước đó, hôm thứ Ba, nhà ngoại giao hàng đầu Vương quốc Anh đã biện minh cho các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào Moscow, nói rằng Ukraine có quyền tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Nga để tự vệ. Các quan chức ngu ngốc ở Vương quốc Anh, kẻ thù vĩnh cửu của chúng ta, nên nhớ rằng theo luật pháp quốc tế được công nhận rộng rãi điều chỉnh việc tiến hành chiến tranh trong điều kiện hiện đại, bao gồm công ước Hague và Geneva với các giao thức bổ sung, tình huống của họ cũng có thể được coi là đang có chiến tranh. Chính trị gia Nga cảnh báo gay gắt. Liên quan đến những diễn biến của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024, thống đốc Florida DeSantis đã bắt đầu vận động tranh cử ở bang Iowa. Ông đồng thời công kích đối thủ là cựu tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump xa rời thực tế và các nguyên tắc bảo thủ. Thật không may, ông ấy đã xa rời các nguyên tắc bảo thủ trong những vấn đề như nhập cư, chính sách ứng phó COVID-19, chi tiêu liên bang. Thống đốc Florida Ron DeSantis phát biểu trong sự kiện vận động tranh cử tại bang Iowa nhắc đến cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Đây là cuộc vận động đầu tiên của ông DeSantis sau khi ông này tuyên bố ra tranh cử, trở thành đối thủ hàng đầu trong đảng Cộng hòa của ông Trump. Trước khi tranh cử, DeSantis hầu như tránh công kích Trump, người được coi là ứng viên sáng giá nhất của đảng Cộng hòa. Cựu Tổng thống Trump gần đây cũng công kích ông DeSantis về cách ứng phó COVID-19 khi thống đốc Florida bác bỏ các quy định liên bang về đeo khẩu trang và vaccine. Ông DeSantis mô tả những lời chỉ trích của ông Trump là xa rời thực tế và cử tri đảng Cộng hòa sẽ phản ứng bằng cách quay sang ủng hộ ông. Ông nói, có những nhiệm vụ thực sự cần hai nhiệm kỳ Tổng thống mới có thể hoàn thành, trong khi nếu Trump tái đắc cử, ông ấy chỉ có thể nắm quyền thêm một nhiệm kỳ. Đáp lại bình luận của ông DeSantis, Stephen Chung, người phát ngôn chiến dịch tranh cử của ông Trump cho hay, John DeSantis không phải người có thể đối đầu thực sự với ông Joe Biden và đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại. Song song với bầu cử Tổng thống Mỹ, cuộc đua giành vị thế bá chủ toàn cầu giữa Hoa Kỳ và Bắc Kinh tiếp tục nóng hơn bao giờ hết. Bình luận về điều này, nhà tư tưởng nổi tiếng người Mỹ Noam Chomsky cho biết trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Sputnik rằng Trung Quốc đã trở thành một nhà lãnh đạo thế giới và thể hiện điều này bằng cách chèn ép Hoa Kỳ ở Trung Đông. Khi được hỏi liệu Trung Quốc có trở thành nhà lãnh đạo thế giới hay không, ông trả lời, điều này đang xảy ra rồi. Nếu ví dụ minh chứng ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc trên thế giới, ông Chomsky đề cập tới việc Ả Rập Saudi và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất gia nhập tổ chức hợp tác Thượng Hải với tư cách là đối tác. Trong vài tháng qua, Ả Rập Xê Út đã gia nhập SCO, tiếp theo là đối thủ nặng ký thứ hai trong khu vực, UAE. Quốc gia đã trở thành trung tâm của con đường tơ lụa trên biển của Trung Quốc, kéo dài từ Kakuta ở miền đông Ấn Độ qua biển đỏ đến châu Âu. Trung Quốc hiện đang tham gia vào thị trường vũ khí Trung Đông, nguồn tin của hãng thông tấn cho biết. Ông Trump Sky nói, tất cả những điều này chứng tỏ sự sói mòn đáng kể của hệ thống Trung Đông vốn bị cai trị bởi Hoa Kỳ trong suốt 80 năm qua sau khi thế chân Vương quốc Anh. Tiến trình tương tự cũng đang diễn ra ở các khu vực khác, nhà tư tưởng Mỹ nhận định. Trước đó, vào tháng 4, cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã hứa rằng nếu ông chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2024, nước Mỹ sẽ đạt được độc lập hoàn toàn về kinh tế khỏi phụ thuộc Trung Quốc và tước bỏ quy chế ưu đãi nhất vốn dành cho Trung Quốc trong thương mại song phương. Quan ngại chưa dừng lại tại đó, nhà kinh tế học Scott McDonald trong một bài viết trên tạp chí The National Interest của Mỹ cho biết, một vụ vỡ nợ có thể xảy ra ở Hoa Kỳ nhiều khả năng sẽ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng đối với đồng đô la và toàn bộ nền kinh tế của đất nước. Ông McDonald lưu ý rằng tình hình sẽ ảnh hưởng lớn đến dân số Hoa Kỳ và vị thế của quốc gia này trên thế giới việc lật đổ đồng đô la ra khỏi ngai vàng của đồng tiền hàng đầu thế giới sẽ bắt đầu. Nhà kinh tế nhấn mạnh, Nga, Trung Quốc cùng các quốc gia Nam Phi đang giao dịch bằng các loại tiền tệ khác. Điều này phần lớn là do áp lực kinh tế đối với Moscow mà Washington đã gây ra. Chính bởi thế, một vụ vỡ nợ do thiếu ý chí chính trị chắc chắn sẽ góp phần vào việc đồng đô la lắng động. Đồng thời, Washington sẽ mất khả năng in tiền không ngừng dưới dạng trái phiếu kho bạc và các loại chứng khoán khác. Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố ngăn chặn được vụ vỡ nợ đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ khi các nhà chức trách đạt được thỏa thuận cuối cùng về trần nợ công của nước này. Trước hàng loạt những dự đoán không mấy khả quan và thực tế đất nước tồn tại nhiều bất ổn, Mỹ tuyên bố trong thầm niên tới không quân nước này sẽ sử dụng robot để điều khiển một số máy bay quân sự. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tướng Mark Miley, ngày 30 tháng 5 cho biết, một số lượng máy bay trong không quân nước này sẽ không cần tới phi công là con người trong vòng 10 đến 15 năm tới, khi công nghệ về trí tuệ nhân tạo AI đang tạo ra những bước đột phá. Chúng tôi đã sử dụng robot trong quân đội, bạn thấy máy bay không người lái giống như một dạng robot. Hiện chúng tôi đang thử nghiệm công nghệ không người lái với các tàu nổi và tàu ngầm trong hải quân. Trong vòng 10 đến 15 năm tới, không quân Mỹ sẽ ứng dụng robot thay thế một phần con người để điều khiển vũ khí, Hầu hết các máy bay sẽ được tích hợp một loại robot nào đó để điều khiển và sẽ có tương tác người và máy móc, ông nói. Ông Mali cho biết, trong tương lai, Mỹ sẽ được trang bị các phương tiện mặt đất không người lái, một loại robot chiến đấu nhằm giảm thiểu thương vong trong quá trình di chuyển của các đoàn xe ở khu vực chiến sự. Theo ông, trí tuệ nhân tạo, robot, hỏa lực chính xác và khả năng giám sát nâng cao sẽ tạo ra sự thay đổi cơ bản trong hoạt động tác chiến tương lai. Chuyển sang các tin tức khác, bình luận viên Con Callin của báo Telegraph nhận định việc tổng thống thổ nhĩ kỳ Recep Tayyip Erdogan tái đắc cử đã phá vỡ huyền thoại rằng EU có ảnh hưởng địa chính trị nào đó. Nói cách khác, liên minh châu Âu đang dần suy yếu vai trò như một siêu cường tự phòng có sức mạnh quyền lực mềm vĩ đại sánh ngang với Mỹ hoặc Trung Quốc. Nhà báo viết chiến thắng của ông Recep Tayyip Erdogan trong cuộc bầu cử tổng thống ở thổ nhĩ kỳ đã lật đổ tham vọng nhỏ nhất của liên minh châu âu muốn giữ vai trò siêu cường thế giới. Bài báo nói rằng, cho đến gần đây, Brussels vẫn cố thuyết phục Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập EU. Nhưng với việc ông Erdogan tiếp tục làm Tổng thống thì khó có thể thuyết phục Ankara thiết lập quan hệ chặt chẽ hơn với châu Âu. Brussels chỉ có thể nguyên rủa cái ngày mà họ quyết định rằng Thổ Nhĩ Kỳ có thể trở thành thành viên chính thức của Liên minh. Việc Erdogan tái đắc cử một nhiệm kỳ 5 năm nữa đặt ra thách thức nghiêm trọng đối với EU và làm suy yếu vai trò của nó với tư cách là siêu cường tự phong, có sức mạnh quyền lực mềm vĩ đại sánh ngang với Mỹ hoặc Trung Quốc, ông Carlin kết luận. Mỹ vừa đình chỉ Kosovo tham gia cuộc tập trận Defender 23. Đây là động thái trừng phạt nước này liên quan đến việc bổ nhiệm các thị trưởng người sắc tộc Albania làm gia tăng căng thẳng với cộng đồng người sắc tộc Serbia. Đối với Kosovo, cuộc tập trận coi như xong. Hãng tin AFP dẫn lời đại sứ Mỹ tại Pristina, ông Jeffrey Horvenier, thông báo việc loại Kosovo khỏi cuộc tập trận Defender 23 ngày 30 tháng 5. Cuộc tập trận do Bộ Chỉ huy châu Âu của Mỹ lãnh đạo dự kiến diễn ra từ tháng 4 đến tháng 6 với sự tham gia của hơn 20 quốc gia. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken chỉ trích Thủ tướng Kosovo Abin Kuti về quyết định bổ nhiệm một loạt thị trưởng người sắc tộc Albania tại những khu vực có đông người Serbia sinh sống, làm gia tăng căng thẳng không cần thiết. Việc này khiến xung đột bạo lực leo thang ở miền Bắc Kosovo thời gian qua, Mới đây vào ngày 29 tháng 5, đụng độ giữa người biểu tình Serbia với cảnh sát Kosovo và phái bộ gìn giữ hòa bình do tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đứng đầu tại Kosovo ở thị trấn Jevican khiến hơn 30 binh sĩ NATO và 52 dân thường bị thương. Serbia do đó đặt quân đội trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao và cảnh báo sẽ hành động nếu người sắc tộc Serbia ở Kosovo bị tấn công lần nữa. Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên lập tức có hành động hạ nhiệt. Ngoại trưởng Mỹ Blinken nhấn mạnh khi chỉ trích hành động bạo lực không thể chấp nhận được nhắm vào lực lượng gìn giữ hòa bình. Trong khi đó liên minh châu Âu cũng kêu gọi giảm căng thẳng ngay lập tức và cảnh báo sẽ có biện pháp phản ứng. Cùng với EU vào ngày 31 tháng 5, NATO thông báo sẽ gửi thêm 700 binh sĩ tới miền Bắc Kosovo để giúp dập tắt các cuộc biểu tình bạo lực. Các cuộc đụng độ với người sắc tộc Serb đến nay đã khiến 30 binh sĩ quốc tế bị thương. Bạo lực mới nhất trong khu vực đã làm dấy lên nỗi lo sợ về sự tái diễn cuộc xung đột 1998-1999 ở Kosovo, đã cướp đi sinh mạng của hơn 10.000 người, khiến hơn 1 triệu người mất nhà cửa và dẫn đến sứ mệnh gìn giữ hòa bình của NATO kéo dài gần 1 phần tư thế kỷ. Các cuộc đụng độ phát sinh từ một cuộc biểu tình diễn ra vào tuần trước phản đối kết quả bầu cử mà các quan chức chúng cử đều là người sắc tộc Albania. Cảnh sát Kosovo đã bắn hơi cay để giải tán đám đông người Serbia, cố gắng ngăn cản lễ nhậm chức Bạo lực tiếp tục gia tăng vào thứ hai khi người Serbia đụng độ với cảnh sát và lực lượng gìn giữ hòa bình của NATO. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết một tiểu đoàn dự bị bổ sung sẽ được đặt trong tình trạng luôn sẵn sàng trong trường hợp cần thêm quân. Lực lượng gìn giữ hòa bình do NATO lãnh đạo trong khu vực hiện bao gồm gần 3.800 binh sĩ. Trong ngày thứ ba, cây phò đã sử dụng hàng rào kim loại và hàng rào dây thép gai để bảo vệ các địa điểm ở một thị trấn phía bắc đã trở thành một điểm nóng. Quân đội đã phong tỏa toàn thành phố Tehran, nơi tình trạng bất ổn hôm thứ Hai đã khiến căng thẳng tăng cao. Kết thúc bản tin ngày hôm nay với một tin vui từ phía Iran, nước này tuyên bố sẽ sớm ra mắt dòng tên lửa siêu vượt âm mới có thể bay nhanh gấp tối đa 15 lần tốc độ âm thanh. Amir Ali Harizadeh, chỉ huy lực lượng hàng không vũ trụ của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, tuyên bố Tehran sẽ sớm trình làng một tên lửa siêu vật âm sau khi thực hiện toàn bộ các thử nghiệm cần thiết. Các vụ thử nghiệm cho tên lửa siêu vật âm đã và đang được thực hiện và nó sẽ sớm được trình làng, ông nói. Quan chức Iran nhấn mạnh, tên lửa này có thể bay ở tốc độ Mach 12 đến 15, nhanh gấp 12 đến 15 lần tốc độ âm thanh, tương đương 14.800 đến 18.500 km/h. Theo ông, tên lửa này có thể cơ động cả trong và ngoài khí quyển và có khả năng tấn công hệ thống phòng không đối phương. Vào tháng 11 năm ngoái, Tehran tuyên bố đã phát triển tên lửa siêu vật âm đầu tiên. Vào thời điểm đó, Mỹ nói rằng họ hoài nghi về thông tin Iran cung cấp. Nếu đây là thông tin chính xác, thì Iran đã chính thức gia nhập vào cuộc đua siêu vật âm vô cùng nóng với các cường quốc quân sự khác như Nga, Trung Quốc và Mỹ. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin quốc tế của TBS nâng tầm kiến thức ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.